Hôm qua, Ban Nội chính tỉnh ủy An Giang và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa tham nhũng và tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thuộc lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy cho tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Nừng đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tại buổi lễ, trưởng ban nội chính tỉnh ủy An Giang Lưu Vĩnh Nguyên và giám đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh An Giang Nguyễn Tuấn Dũng đã ký kết quy chế phối hợp giữa hai đơn vị với những nội dung chủ yếu nghiên cứu đề xuất với ban thường vụ thường trực tỉnh ủy định hướng triển khai thực hiện những chủ trương nghị quyết của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng tham mưu đề xuất về chủ trương định hướng chỉ đạo xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh các thông tin phải được trao đổi đảm bảo chính xác đầy đủ đủ kịp thời và được bảo mật theo quy định của Đảng và nhà nước. Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Nưng nhấn mạnh: "Thời gian qua, tình hình tội phạm và các vụ tiêu cực tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng còn diễn biến phức tạp việc ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính tỉnh ủy với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang tạo điều kiện hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng và hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đề nghị trong quá trình tổ chức thực hiện hai đơn vị cần chủ động ra soát bổ sung và phối hợp xử lý theo thẩm quyền phù hợp thực tế, đảm bảo lành mạnh hiệu quả trong hoạt động tín dụng tiền tệ, đảm bảo cho sự phát triển chung của ngành ngân hàng cũng như góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội của tỉnh nhà